Dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì? Anh tên là Võ Văn Lộc. Anh Lộc. Võ Văn Lộc. Dạ, anh Lộc là quê ở đâu đấy? Quê Trà Vinh. Trà Vinh à. Dạ. Hôm nay hai vợ chồng anh chị về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Người nhà tìm con. Tìm con. Con anh họ tên đầy đủ là gì? Võ Thị Kim Tiền. Võ Thị Kim Tiền. 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 Tuyền đúng không ạ? Dạ. Bé nhiêu tuổi rồi anh? Mới 15 rồi. Ôi trời đất ơi, lúc nãy thì bé 14, bây giờ thì bé 15. Dạ. Hai Ôi ngàn là trời chín. đất ơi. Bé là bỏ đi ngày nào đây anh? Bỏ đi bữa sáng thứ bảy. Thứ bảy là mới đây ấy hả anh? Dạ. Là hôm mùng 10 phải không? Dạ đúng rồi. Đi là đi tại đâu? Đi tại Tân Tạo. Sài Gòn hả? Dạ. Vậy là gia đình nhà mình quê ở Trà Vinh, Trà Vinh đi là anh làm làm ở hồ. Sài Gòn, Dạ. làm ở đấy được lâu chưa, Mới bước lên à. được mấy tháng này anh trai? Không, mới bước lên làm được Được một không tuần à? tuần. Ôi trời đất ơi, nguyên gia đình nhà mình Dạ. là lên đấy làm mới có một tuần Dạ. là bé bỏ đi luôn. Không, bé bỏ đi chiều sáng thứ bảy. Là bé còn ở với anh mấy ngày. Bé Dạ. là bữa thứ bảy. Là bữa thứ sáu hết tiền. Là bé kêu anh cầm điện thoại đi để lấy tiền xài. Anh nghĩ thứ con. Anh không cầm điện thoại. Đó. Rồi nó lên đồng an gì không biết, ta gửi đi lạc rồi anh điện thoại không được luôn. Mà nó đi cũng không báo cho cha mẹ biết luôn. Anh là được mấy người con? Ba người con. Bé này là con thứ mấy đây? Thứ ba. Trước giờ bé đã từng bỏ nhà đi lần nào chưa anh chị? Đâu có đi đâu đâu, nó chỉ là có đi chơi một lần là trên Qua Lu Bình Phước mà nè, anh rước về. Ngô. Là lúc đó là nhỏ nhỏ bạn nó dắt đi, là nhỏ cũng lớn tuổi rồi. Nhỏ cũng hai mấy ba mươi rồi. Thời điểm đó lâu chưa anh? Mới đây nè, anh dắt về quê xong rồi anh mới đi lên đây làm. Nó thôi con ơi, đi theo cha mẹ đi, không có đi làm gì hết. Ở nhà đi. Tức là cái lúc bỏ đi lên Bình Phước đã được một tháng chưa? Đâu có được có một ngày một lần nghe tin tức là anh đi về rồi, là lúc đó đi á là cho địa chỉ anh đi lên rước nó về luôn. Không, ý của em là từ cái lúc mà bỏ đi lên Bình Phước cho tới ngày hôm nay là được bao nhiêu ngày rồi? Được một Hơn tháng không? tháng rồi em. Hơn tháng rồi hả? Dạ. Đi có xin phép anh chị không? Không. Trốn đi luôn Là hả? kiểu nó đi chơi với bạn bè thôi, nó nói với con nhỏ em nó đó. Rồi xong chắc tối đó là nó cho địa chỉ, rồi sáng đi rước về liền. Anh nói trên này là không có được con ơi, con nhỏ là không muốn bán gì được đâu. Mới Đó. 15 tuổi mà gan vậy hả? Dạ thì nó đi kiếm, muốn đi kiếm đồng tiền cuộc sống cho cha mẹ khổ quá. Cha mẹ khổ đồng tiền cuộc sống, nhưng bé nhỏ tuổi vậy thì Nếu kiếm kiểu gì đây? thì nó thấy đồng mạng là bán buôn bán thì giá lên gì nó cao bán vậy. mì phẩm gì đó, nghe nói Nghe nó bị phẩm gì mì đó, tức anh phẩm. đập bỏ điện thoại luôn rồi. Rồi cái điện thoại sau này anh mới mua cho nó một cái sau. Là anh thấy con ơi ở nhà chị em chơi với giành giật nhau điện thoại hoài. Anh mới mua cho con một cái sau. Bé là nhà mình là học hết lớp mấy đây anh chị? Mới hết lớp 6, gần lớp 7 rồi. Sao nghỉ? Trong dịch em, mà tại vì hoàn cảnh cũng khổ khăn Khổ quá. à? Đó là những cái lý do mà rất nhiều cô chú anh chị về đây chia sẻ. Dạ. Khổ quá không cho con đi học được, Dạ. đẻ nhiều nữa, đúng không ạ? Phải kiểu như cái anh cũng tính có kế hoạch thôi, mà tại vì con nó ra rồi anh đã bỏ được. Anh chị là làm công việc gì? Nghe sử dụng. Là mình đi làm thợ hay làm thầu? Anh làm thợ em. Thợ. Còn chị? Làm Khổ. phụ. Hai vợ chồng làm chung chỗ à? Không Dạ. không không đủ ăn hả? Đâu sống đâu. Ô, em thấy cái mức lương làm hồ cũng được mà. Tại vì anh cắt nhà cửa anh thiếu nợ nên À, vậy đi làm hồ mà cắt được nhà là giỏi đấy. anh làm sạch nhà cửa anh thiếu nợ nên ra quá trời. Vậy là cái làm sao là quyết định lên thành phố, là mình tính làm công ty hay là làm hồ tiếp? Đi làm hồ em nghĩ làm công ty rồi, giờ đang đi làm hồ. Rồi là cho con gái, là dự tính là cho con gái làm công việc gì ở đấy? Không cho đi theo anh thôi, ở với anh nấu cơm nước dọn đồ nấu cơm nước với anh thôi, đồ đạc rồi có anh cha anh mẹ có thợ không? Anh có người mấy người phụ đi theo anh không? không có hai chồng rồi nè. Là chỉ có đi nấu cơm nấu nước cho hai vợ chồng. Dạ thì có con nó nấu cơm nước cho anh ăn coi chứ không có làm gì hết rồi. Mà anh đi cầu như đó mà không biết nó có nghe lời bạn bè nó sao anh cũng hiểu. Bé ở nhà là có hay lên mạng xã hội chơi không anh? Không em Có bấm bấm điện thoại nhiều không ạ? bấm điện thoại thì nhiều. Đó là mạng xã hội đó.
Dạ anh không biết ạ. Lấy chơi điện thoại nhiều, lên các trang mạng xã hội. Giờ thì anh nói nhờ, nói thẳng với em là anh cũng còn nhớ cái địa chỉ chỗ bé, cấp trước bé lên chơi. Thì anh nhờ, nhờ em giúp đỡ cho anh. Lần trước lên là cái người bạn đó là bé, sao mà bé biết được cái người bạn gái, chị gái gì đó dẫn đi? Sao bé biết bạn đấy? Tại đứa con, tại lúc đi á là bé để điện thoại lại ở nhà. Bé không có đem điện thoại theo. Rồi anh mới hỏi giờ con đâu, cho địa chỉ cho anh cứu con về. Thì lúc anh đi á là anh trả tiền xe cho nó là 3 triệu mà nó nói giờ anh nó không còn tiền, anh nó bớt anh 500 ngàn đi. Nó anh trả nó 2 triệu rưỡi. Là lúc anh trả tiền xe cho bé đi lên đó thì nó đòi, là lúc đó nó sợ là dặn có tin tức này nó đầy đủ đó, nó sợ lòi ra nó mới thả bé về. Còn đợt này anh điện thoại là không được luôn. Ý của em là làm sao mà con nhà mình quen được cái người phụ nữ đấy á? Lên nồng mạng em. Đó biết ngay mà. Nồng mạng thấy nó mua quà cả lên nồng mạng bán Zalo nồng mạng rồi đó. Lên cộng đồng mạng đúng không? Dạ. Chơi các trang mạng xã hội đúng không? Dạ. Lần này anh có nghĩ rằng chính cái người đó lại dụ dỗ tiếp con gái nhà mình đi không? Chắc là người đó luôn chứ không có gì. Tại vì trong lúc đi á là đi về quê cỡ tháng mấy, cỡ tháng ngoài lên là anh chạy lên nhà cháu, anh chạy lên nhà cháu. Thì thằng cháu nói là con nhỏ nó điện qua tin nhắn, nói bé tiền đi đi làm rồi cậu ơi. Trời đất ơi. Đó, thì em mới biết, anh mới biết, anh mới chạy lên đây tin tức, tìm tin tức con liền. Con nhà mình có ngoan không? Nó cũng ngoan mà cũng có nhiều khi nó cứng đầu, lắm nhiều khi nó lì. Ngoan lắm đúng không? Yeah. Bé ngoan đúng không? Rất ngoan. Nhiều khi nói nó nghe mà nhiều khi nói nó không nghe. Kiểu như nó muốn cái gì là phải có được cái nấy. Mà anh nói giờ sao con muốn gì cha cũng chịu cho con hết. Tại sao mình lại nói cái câu con muốn gì cha cũng chịu là sao? Không, con muốn ăn uống đồ đạc, muốn mua cái gì, quần áo, sắm sửa gì cha lo hết. Con đừng có đi làm đâu hết á. Nói ý là anh nói là con khỏi đi làm ở nhà cha, thiếu thốn gì cha mua cho hết đó. Lúc con đi lần này con có viết thư từ gì để lại không anh? Không. Có nhắn gửi không? Không anh. Vậy là bé đi mang theo những thứ gì đi? Nguyên một túi vali đồ, quần áo được bé đi, với quần áo và vợ anh với lại bóp giấy tờ anh đi luôn. Mang cả bóp giấy tờ nhà mình đi luôn? Dạ. Đi hết luôn. Vậy lần này đi có kế hoạch rồi. Lần dạ. Trước có thể đi là anh phát hiện được anh mang về. Dạ. Nhưng mà lần này đi là có kế hoạch chuẩn bị kỹ hơn rồi. Dạ. Lần thứ hai rồi. Thì một người đó rủ đi chứ không ai rủ đi. Tại vì cái tin nhắn nhỏ đó, nó nhắn qua là thằng cháu của anh rồi. Nó nói cậu ơi cái tiền lên trên đó rồi đó. Thì anh... Nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Anh trình báo cơ quan công an kêu 48 tiếng đồng hồ mới giải quyết cho. Thì bây giờ đủ 48 tiếng mình trình báo tiếp. Không, anh giấy tờ nó lấy đi hết, anh đâu có lấy đi được, để lấy gì anh trình báo nữa. Mình ra chưa? Dạ. Mình đã tới nơi mình trình báo chưa? Tới nơi trình báo rồi. Cơ quan chức năng trả lời với anh sao? Là 8-9 giờ sáng này nó mới làm việc cho anh. Thì đúng rồi. Thì đó mà bây giờ là hồi sao hôm qua là anh đi chụp hình này nè. Là trên ngay chỗ với cái em gửi hình này nè. Em nói thôi giờ anh đi công an lo lắm. Để nhờ mấy cái anh liệt sĩ giúp đỡ lẹ hơn. Công an thì trong 48 tiếng hồ, nếu trong 48 tiếng hồ nó làm không kịp thì nó là con mình khó kiếm lắm. Không được. Bây giờ như thế này, sau ngày hôm nay anh phải ra anh trình báo cơ quan chức năng công an liền. Mình phải tuân thủ luật pháp nhá. Thì anh trình báo rồi, trình báo hôm qua rồi. Mà nó kêu anh là về lấy giấy tờ, cái bọng gì giấy tờ con anh. Mày anh nghe á, em nói nãy giờ anh không hiểu hả? Dạ. Hôm qua là chưa đủ 48 tiếng. Yeah. Còn ngày hôm nay là sau ngày hôm nay là đủ nè. Yeah. Thì anh tới đó anh trình báo cơ quan chức năng công an. Nó kêu anh về lấy giấy tờ con anh lấy đi hết. Thì ra anh cứ trình báo cơ quan chức năng, anh bảo là con mình mang giấy tờ rồi. Anh hiểu không? Nó kêu lấy giấy khai sinh, giấy bọng gì đâu có còn gì đâu, lấy đi hết rồi đó. Rồi cái đó để em tư vấn sao cho anh nhé. Khổ ghê. Bây giờ là gia đình nhà mình đang sợ nhất điều gì đây? Em sợ đi bán quả cam em. Sợ bán quả cam. Bán quả cam là anh khổ, anh nghèo, anh đâu chuộc được con đâu. Anh hãy nói một cái điều gì đó với con gái của anh đi. Hy vọng con gái của anh xem được video này sớm quay trở về. Con ơi, con ơi, hãy về cha mẹ đi. Đừng bỏ cha mẹ mà đi. Chắc cha mẹ chết bỏ con quá.
Chị nói với con đi chị. Gọi con nó về đi. Mẹ tiền ơi, con ngon mẹ tao, mẹ nên con mẹ lại con. Ôi con ngon mẹ tao. Con không thể chọn mẹ, mẹ sẽ thành con cả tao mà gọi đi. Mẹ mẹ thơ bạc ấy con mà con cho ta cho mẹ cho ổn chung. Con tha phương mô tao nông mẹ tao con. Khổ quá. Mình địa chỉ giờ còn mấy địa chỉ đó còn nhớ nữa mà còn số đông tiền đi lên tiền còn thôi. Hy vọng con gái xem được video này thấy ba cả mẹ về đây khóc quá. Trường đi tìm con thì con đang ở đâu đó, con phải sớm quay trở về đoàn tụ với ba mẹ. Bởi vì con mới 15 tuổi, bản thân con là con gái, con đã biết đi ngoài đời đâu. Mà con đi như thế này thật sự là gia đình rất lo lắng cho bản thân con, sợ gặp những cái người không tốt. Họ lại tác động gây hại tới cho con từ tinh thần cũng như thể xác. Nên mà con gái đang ở đâu đó phải sớm liên hệ về với gia đình. Còn nếu tới giờ phút này mà con đi mà bị người ta lừa gạt, có thể là bắt ép con làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật, thì con gái hãy thật bình tĩnh gọi cho các chú, các bác công an theo đường dây nóng là 113. Sau đó con gọi về số của các chú đội hình sự Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để các chú có cách có hướng để giúp con quay trở về một ngày gần nhất và an toàn nhất nha con gái. Đối tượng nào, chủ quán nào mà đang chưa chấp bé, rủ dê bé, thậm chí đã và đang lên kế hoạch để bắt ép bé làm việc để mà kiếm lợi ích cho bản thân, thì hãy nhanh chóng thả bé về. Còn nếu cố tình ngoan cố mà không thả bé về thì chắc chắn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, bởi vì bé mới 15 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Nên mong rằng là những ai đó mà đang giữ bé, nếu không muốn dính líu tới pháp luật thì hãy nhanh chóng trong ngày hôm nay và ngày mai thả bé về, thì gia đình sẽ bỏ qua tất cả với điều kiện là chưa gây ra một cái hậu quả gì nặng nề với bé. Còn nếu mà vẫn cố tình ngoan cố, khi nghe đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được thì chắc chắn rằng là sẽ bàn giao ngay lập tức cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết cái sự việc này. Và cái khung hình phạt, cái khung hình mức khung hình phạt thì biết rồi đấy, có thể là rất nhiều năm đấy. Cái sự việc của anh chị thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp gia đình nhà mình nhá, giúp đỡ hoàn toàn miễn phí anh chị nhá. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Gia đình nhà mình có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Chịu. Đồng ý không ạ? Dạ đồng ý. Chị đồng ý không? Cuối video thì em chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là con gái chị sớm quay trở về một ngày gần nhất nhé. Em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Và bây giờ cho anh xin phép là anh hỏi, giờ anh biết địa chỉ, nó giờ anh đi tìm nó đi.